Với mục tiêu kết nối thúc đẩy du lịch giữa hai tỉnh Sơn La và Luông Pha Băng, ngày 18 tháng 7, đoàn công tác của hai tỉnh đã tổ chức khảo sát các điểm du lịch tại tỉnh Luông Pha Băng nhằm kết nối các doanh nghiệp hai tỉnh trong thu hút đầu tư phát triển du lịch song phương. Tham dự chương trình về phía tỉnh Sơn La có đồng chí Hoàng Thị Đôi, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng một số doanh nghiệp du lịch của tỉnh. Đoàn đã tới tham quan bảo tàng Cung điện Hoàng gia, chùa Siêm Thong, hai công trình tâm linh biểu tượng cho truyền thống văn hóa của đất nước Lào. Cung điện Hoàng gia Luông Pha Băng được thiết kế theo phong cách nghệ thuật của Pháp với nhiều điểm nhấn trang nhã của kiến trúc truyền thống Lào. Hiện nay, bảo tàng trưng bày các đồ vật tôn giáo hoàng gia, vũ khí, tượng và tranh vẽ từ nhiều thế kỷ trước. Mỗi năm đón hàng triệu khách du lịch đến tham quan. Chùa Siêng Thong là một trong những ngôi chùa cổ nhất và là ngôi chùa quan trọng nhất của tỉnh Luông Pha Băng. Ngôi chùa nằm ở ngã ba sông Mê Công và sông Nậm Khan. Ngôi chùa được xây dựng vào những năm 1559-1560. Tên gọi Siêng Thong có nghĩa là chùa của thành phố Vàng. Đây là hai công trình có kiến trúc cổ được bảo tồn và lưu giữ qua hàng trăm năm và là niềm tự hào biểu trưng của nhân dân tỉnh Luông Pha Băng. Đoàn cũng đã tới thăm khảo sát các điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Luông Pha Băng, trong đó có Thác nước Quang Si, một kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ một trong những điểm đến thu hút khách du lịch mỗi khi đặt chân đến Cố đô Luang Băng. Được thiên nhiên ưu đãi, người dân nơi đây đã tôn tạo nên một công trình tham quan du lịch kỳ vĩ gắn với giá trị văn hóa lịch sử biểu trưng Phật giáo của đất nước Lào. Chúng ta phải đánh giá Luang Băng là một kho tàng, là một địa điểm không thể bỏ qua mà là địa điểm phải đến khi đến du lịch của nước bạn Lào. Và cái việc mà Chúng tôi tham gia cái chương trình làm việc đợt này thì ngoài cái việc mình tham quan, học hỏi uh, những cái nền văn hóa của họ, cách làm du lịch của họ thì chúng tôi cũng muốn giới thiệu uh, những cái sản phẩm du lịch của Sơn La uh, nói chung của Mộc Châu nói riêng đến với nước bạn Lào. Đây là cơ hội để các cơ quan chuyên môn cùng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch của địa phương được tiếp cận với cách làm du lịch cũng như định hướng phối hợp kết nối du lịch giữa hai tỉnh Sơn La và Luông Pha Băng Hiệp hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Luông Pha rất vui khi được đón tiếp đoàn đại biểu các doanh nghiệp của tỉnh Sơn La sang thăm, kết nối du lịch giữa hai địa phương. Sau 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, chúng tôi cũng đã mở cửa để đón khách du lịch trở lại và chúng tôi kỳ vọng được đón khách du lịch Việt Nam đến Luông Pha nhiều hơn và ngược lại, Sơn La cũng sẽ đón nhiều hơn khách du lịch đến từ đất nước Lào. Chuyến thăm và khảo sát thực địa là một trong những nội dung quan trọng trong chuỗi các sự kiện của Ngày hội Văn hóa Du lịch năm 2022, bản tình ca Sơn La Luông Pha Băng đang diễn ra tại tỉnh Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đây cũng là một trong những hoạt động xúc tiến kết nối phát triển du lịch giữa hai tỉnh trong thời gian tới.